Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Thì hôm nay mình được một bạn giới thiệu cho nên mình sẽ chơi trò giả lập làm streamer nha. Còn những cái streamer nào mới tới chơi đó thì người ta hay được gọi cái trò này là streamer, là chơi trò giả lập streamer. Mắc cười lắm. Thì mình đã chơi coi thử cái kiểu ông dẻo chơi á. Và sau đó thì mình cũng tải mình chơi được đạn cầu rồi và cũng thấy nó khá là vui đó chứ. Thì mình sẽ vào, mình chủ yếu là mình tiếp tục những cái gì mà mình đã chơi được khoảng ngày hôm qua luôn ha. Đội game này nó làm khá là thật nhưng mà thằng nhân vật thì nó hơi bệnh bệnh tí xíu rồi. Ok, hình như giờ là sáng sớm. Đi tắm một cái đã. Có mình cái mấy bạn nào chơi game này á thì mình khuyên cái ngày đầu các bạn vô á thì các bạn lập tức mua đồ ăn. Cái mua đồ ăn xong rồi đó các bạn mua cho mình cái bồn cầu. Mua cho mình cái bồn cầu rồi đó thì các bạn mua cho mình cái bồn tắm. Đó chỉ có hai đó thôi bạn được rồi. Sau này các bạn có thể mua thêm cái quạt này nữa. Đó đây là bộ máy tính của mình nè. Mình thì mình kiểu mới chơi mấy ngày thôi cho nên cũng còn nhiều nhiều nàng lắm. Thì giờ thì sáng sớm thì mình đến order đồ ăn đi ha. Sao mạng chậm ta? Bỏ quay lại, hình như mạng của mình có vấn đề rồi, tại vì mình nhớ là đợt trước là mình là mình đăng ký mạng rồi. Mình sẽ mình đang download cái mạng này rồi mà ta. Turbo, upload cộng 3, download cộng 5. Nhưng mà you can buy maximum of turbo every day là nó như là một ngày thôi. Rồi kể nó ngày hôm nay mình đăng ký cho nó boost lên đi. Thì các bạn thấy nó tải nhanh thấy rõ luôn ha. Mình không nhớ mình còn nhiêu tiền nữa. Nói chung cũng còn đủ, chỉ đủ để trang trải thôi đó, 100 mấy đô đủ để trang trải thôi. Nên mua cái gì mà ăn trong ngày hôm nay thôi. Hai vô nốt đi. Hoa quả nè. Rồi hai con heo. Rồi cái soda đâu rồi? Đây. Đó, rồi mình order như đây là tổng ứng má 52 đô rồi. Rồi trái cây ăn một cái thôi. Mấy cái kia thôi chịu khó đi. Giờ mình bật OBS lên trước, chặt mình phải vào cái để mình coi. Tại vì trước khi vào các bạn thôi, bạn thấy mình đói mình kêu, mình phải vào cái tweet này cái đã. Mình đăng ký tài khoản á. Và khi đăng ký tài khoản xong rồi nó mới cho các bạn cái mã để stream. Nó tên cũng là đầu bùi đại rách 1999 nè. Rồi cái nè, stream của mình đâu rồi? À 5484 đó, đồ ăn của mình tới rồi. À, mình sẽ bật cái stream, còn cái stream lab này là giống như kiểu kiểu để mình biết được ai vừa mới donate của mình đó. Này để từ từ đi, để mình đi mình ăn cái đã. Thằng đồ ăn, ôi. Cái thằng đồ ăn nó giao đồ nó mắc cười lắm. Ít nè. Hey, ít nè. Mua soda vô. Rồi đầy đủ đồ ăn. Mình nhắn tới. Để cái chai lên đây luôn. Đồ toilet nữa, phải ở ngoài mình phải đi toilet nè. Đi toilet cho năng lượng lên, năng lượng chèn chè. Tắm cái luôn. Rồi, đi stream. Ta stream mình đang đa low bitrate nữa. 500 đi. Lên chất lượng 240. Ta stream. Rồi, chơi game bạn ơi. Spam kìa. Bố bàn này. Bố bàn này. Ê, bán nhầm rồi. Fuck this stream. Fuck you too. Mình sẽ nhắn lại. Rớp. Cái đồ bùi. Rớp cái đồ bùi. Ê, nhầm ơi. Đồ bùi. Vậy bạn rồi đó. Rồi ok, mình sẽ chơi tiếp vậy. Có nên mua cái giáp ta? Không đủ tiền, quên quên không đủ tiền. Nó lạnh. Thằng nhân vật của mình nó đang lạnh. Đồ bùi đá đất bắn chết người. Đồ bùi đá đất bắn thêm người nữa, đồ bùi đá đất bắn tiếp. Đồ bùi đá đất bắn 3 đứa. Man, đồ bùi đá đất. Ôi nó bắn chết bộ mình kìa. Ác lý kìa, sống ai vốt vậy. Mình phải nâng cấp máy sớm thôi. Với 11 FPS này không thể nào chơi hấp được. Victory. Yeah, win. Bài cho giáp trước rồi làm gì làm. Chiêu. Mua gì bắn tụi nó vậy ta. Mua đè. Đè mà lết là hết bài luôn. One tap. Chơi chầu one tap.
thằng lất không được này. Đồ ấy rất muốn chết nữa, mấy thằng này giống boss quá. Yeah. Ô, chết rồi. Nào ở đâu? Victory. Tụi này giống boss rồi. Thôi coi nó... Còn nó nói gì? À, nó còn thằng nó kêu mình là nên mời mấy cái streamer khác để như là khách á. Có mấy thằng nó comment được ha. Comment dễ thương phải lùa. Mình có đứa đồ nên nằm hàng mấy đồ. Điều gì là pizza? Rồi, off stream rồi, thằng này nó mời thôi. Rồi, kể chơi hết dán này luôn. Yeah. I clear. Victory. Glow, nói chung là chơi được một trận trong khoảng chừng một trận set go là coi như là hết hết răng. Ý hết năng lượng để chơi game. Thằng này yếu vãi kích ra. Rồi. Ok, tắt cái này. Giờ mình lấy tiền. Nào hôm nay kiếm được có 5 mấy đồ. Mình có nên làm thêm không ta? Cái cây này mở ra 50 đô lần hả? Mở thử coi. Ôi má nhiều đồ ngon vậy mình mới. Ôi má cũng có 40 đồ. Bây giờ ghen. Đừng lỗ. Nhìn đây nó ai. Trời ơi má kia kia kế bên. Ở bên này ghen. Lỗ 20 đô rồi. Giáo quá. Nó giáo cui rồi xong lỗ tiền rồi. Nghi vẻ nồi ra. Cái hộp này hộp gì tới 200 đô lần này. Mở cái hết mẹ tiền ăn luôn. Mở thử đây. Hết mẹ tiền. Nó đồ vàng kia. Vàng đi năn nỉ mày luôn. 310 đô được. Thôi không chơi nữa. Lời được cái được rồi. Nó bị hack nữa. Cái thằng hacker này không tha mình à. A F E X. Hack cái đồ bùi. Mua cái gì CPU và lời nó mắc kìa. A1 Pro 2GB. 1.1GB mình như đang xài cái này nè. Ở đâu mình xài cái này chứ 2GB. 390 mấy đô i5. 3.6 thành 3.1. Mê đắt phải lờ. Không có nào rẻ hết hả? Mê. Đang đủ tiền mua đúng con kia. Thôi mình mua cái này mình bán con kia. Complete đi. Chủ yếu là stream cho dân chúng nó mượt hơn là được rồi. Quang tới. Ít nè. Chưa no nữa. Ít nè. Ít nè. Ít luôn nghe đủ đi. Sao năng lượng mình tới 56 rồi còn nhiều mà ta. Mệt quá. Máy tính chưa về nữa. Giờ mấy giờ đây? Toilet cái. Thôi ngủ. Còn mấy giờ rồi? Mới 9 giờ sáng à. Mình mới ngủ luôn buổi tối vậy mà đúng không? Đồ phải giao rồi chứ, đúng rồi. i5. Bây giờ thì mình sẽ bỏ con i5 vào. Đây nè. Đó, rồi mình mới assemble. Đây, qua đây đó. Nhìn mình bán này, chắc được á. Vậy thì bán này lấy tiền. Người mình cũng không có hôi lắm. Thì trò này nó có một cái là bạn hôi quá là nó không ai thằng nào dám lại gần mình. Và cái thằng mà để bán đồ ấy, nó cũng muốn mình bán đồ nữa. 27 đô thôi kệ đi. Đủ mua đồ ăn này. Hey. Ủa nhầm chưa mà. Một giờ rồi, giờ phim tiếp thôi. Mời mình hết mạng này. Bạn qua ngân hàng chứ lấy tiền, cái lấy tiền, lấy con i3 đem bỏ vô
bán E3 này đó. Ui, tiền túi của mình cũng còn tới 27 đô, à tiền bán E3 này thôi kệ đó luôn đi. Nhiều 150 đô đủ để mình làm gì ta, tính toán là mình đi mình mua đồ ăn, mình mua mạng, chi tiết thôi. Rồi từ từ mình sẽ nâng cấp thêm RAM nữa, rồi sau đó cạp màn hình để cho nó mượt hơn. Đó, thôi như tính toán như đi, về vô mạng trước. Có mạng thao tác cho nó nhanh. Má chỗ cái này nó cũng lâu vậy chà. Chẳng lẽ mình hết đăng ký 20 đô cái mạng kia rồi. Chứ nó cũng không đâu có hay chậm gì được. Hồi chưa cũng chưa hết mạng mà. Bút lên. Ok, giờ thì chúng ta sẽ đi livestream. Đầu tiên mua đồ ăn cái đã. Hè giờ đó, food shop nè. Tin nhắn nè. Đi đi set meal, sushi meal luôn. Mày đủ nhiều. Đó rồi, ok, my order. Get nè, ok. Rồi còn 100 đô. Mình đã có nhiều năng lượng á, 89 năng lượng đúng không? Chìm được tí xíu. Start chìm liền. Tìm chẳng đi, ta ra ta lấy đồ. Chắc chắn này shipper cũng giao đồ ăn tới hả? Đó, giờ đúng đúng y luôn, đúng y luôn. Mình để đây, mình chưa đói mà. Mà thôi ăn mẹ đi. Má streamer cũng xúc mẹ livestream cho người ta chơi coi mà má hồi nữa. Để đó thì lấy đồ ăn. Hay. Fight. Đẩy láo bạn ơi, đẩy bê nè. Rồi mình lên được mười mấy FPS, 16 FPS kìa. Nó có giảm được hơn tí xíu. Rất hay quá à. Ơ chết rồi à. Ơ tao chết, tao bắn nó mà. Mơ lơ. Đó, miền bộ mình tới luôn nè. Vờ lờ. Má cảnh sát mà còn AK như thiệt. Nó hôm nay mấy bạn thấy mượt hơn không? Fight. Don't watch this stream guys. Good. Không xem thì good. Mua. Rồi. Nay kim mượt hơn mấy bạn. 15 FPS hơn nhiều rồi. Mình để đứng xa tụi nó không bắn được. Thấy không? Nó không thấy được, nó không bắn. Đó, vậy mình phải đứng cách xa tụi nó ra, đừng có lại gần. Hey, clear. Nó là tao, kênh tao là kênh nghiêm túc. Victory. Fight. Gái, thôi để đó. Streamer tào lao nhất mọi thời đại. Để xíu bốn nước cái này bố chim tiếp, tụi bay xem. Chuyện mơ phải cứt thiệt. Đồ bùi thế đất 1999 bắn chết người. Chết hết chặt gốc. Rồi ở trên đây không có ai luôn. Đẩy bạn, nó bên đây nè. Victory. Các bạn thấy rồi chưa? Bị hack nữa, đang game mà bị hack. Biết em ơi, không tha tao được à. Cái nào mà G, B, C, A. G, B, C, A. Cút. Hack cái đầu bùi. Sorry anh em, sự cố kỹ thuật. Sao anh em? Nó bên B. Không kịp chạy luôn. Hơi bộ mình chết luôn rồi. Đồ hài hước mới cười nào đây. Victory. Donate nhiều quá, donate nhiều quá.
mình thấy đèn subscribe không à. Rồi, học sẽ chim. Học sẽ chim. Ui, ngày hôm nay kiếm được 120 đô, ngon lành. À, bây giờ mình sẽ đi ngân hàng coi đồ hay mà mèo. Mèo để coi có cái vấn đề gì không nè. Sau khi đôi do răng score little bit memo à. Nó kêu mà không có được khách trận trong lúc răng. Ok, ok, thầy hiểu mốt là chờ hết luôn. Chi mất cái tiền. Jennifer today. Amazon thì nào mình muốn mua được cái màn hình ta. Display kẹt nè. Mình đang xài cái này nè. Kẹt này 2G. Kẹt này 4G. 3G. 5G. 8G. Chỉ mấy nồi 10G. 20G. Mà 2000 đô hơi thốn á. Được cái bỏ vô trên một quả game được rồi. RAM đâu rồi? 171 đô hả? 600, 800 nhảy vãi nồi à. 2G, 800. Thôi, coi như đây được rồi. Không chơi nhiều nữa. Đi đái nè. Ok, thì clip của mình đến đây là hết nha. Thì game này chủ yếu mình sẽ chỉ mới tải rắc để mình trải nghiệm coi nó thế nào thôi. Thì mốt nếu như mà sau này nếu mà có cơ hội mình sẽ mua nó thì mình sẽ mua. Và mình sẽ để cái link tải ở dưới comment cho với dưới lại cái phần mô tả cho các bạn nào mà thích chơi, bạn có thể tải về trải nghiệm ha. Thì clip của mình đến đây mới kết thúc ha. Chủ yếu mình chỉ giới thiệu cho cơ bản kiểu chơi cho vui với mấy ba với trong trò này thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.